Hello, xin chào tất cả các mọi người nhá. Lại là mình, Ba Sói TV đây. Cam hơi bẩn nhỉ. Đấy. Ok các bạn ơi, ngày hôm nay anh em mình đang trên đường. Một cái con đường nó rất là lạ, nó không phải là quen thuộc. Anh em mình đang đi lên rừng các bạn ạ. Đi lên bản mua giáo. Chắc lại cái thằng gọi. Anh em mình đang đi mua một dàn còi D100 nhá. Alo, con đây à? Thì đấy các bạn ạ, đang nói mẹ mình gọi. Đấy, vừa mới đi khỏi nhà cái mẹ đã gọi về rồi. Các bạn ơi, ngày hôm nay em mình đang trên đường đi mua một dàn còi nhá. Từ trước đến giờ mình chưa quay cho các bạn xem cái dàn còi nào mà nó D100 đâu phải không? D100, D90 nó đã là bò rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho anh em xem một con còi nhá. Còi D100 các bạn ạ. Không biết là bạn này bán như thế nào. Đấy, cậu này là bạn của mình. Không biết là bán giá như thế nào, nhưng mà còi 100 mình nghe ác mình nhỉ. Nghe còi 100 chắc cái còi tàu ngầm à. Mà tàu ngầm thì nó ở dưới nước nó còi cho ai nghe. Còi chắc là còi máy bay rồi. Chứ còi tàu nó không có thế các bạn ạ. Còi tàu 50 thôi. Còi tàu 50 ấy, còi 60 ấy. Còi 100 nghe nó lạ, nó dị quá các bạn ạ. Thì muốn biết dàn còi này như thế nào thì anh em cùng đi với mình nhá. Đến nhà thì mình sẽ review kỹ hơn về cái dàn này cho các bạn nghe nhá. Ok, let's go. Đây. Đi đi. Nó không cắn à? Ok các bạn, anh em mình đến nhà rồi. Mình thấy bảo thằng quay phim luôn bất tử. Ngày hôm nay mình được trải nghiệm này. Các bạn nhìn thấy con chó, con bé dê to này. Bạn ơi đừng cắn nhé. Đâu nhà? Mình nào? Vào quay video. Nhà đâu? Trên đây hay đây? Vẽ đây này. Vẽ à? Đi thẳng à? Đừng cắn nhá. Không làm gì đâu. Đúng là thằng quay bất tử các bạn ạ, chó nó không cắn. Ở nhà nuôi bò sữa. Nuôi bò này thịt ra hả? Kiều. Kiều với bò. À bò giống. Ui, mẹ này còn có con ấy. Ui, vào đây lại một anh cảnh sát nữa, họ đi. Thuận ơi. Dạ. À ngủ rồi. Bạn ấy còn đang ngủ, các bạn ạ, bây giờ mình phải gọi bắn dậy đó. Không dậy được thật à? Ốm đấy kìa. Ốm quá. Đấy anh em ạ, chủ sáo đang ốm này. Đến nhà nó không cần tiếp được cơ. Thôi thế bạn ngủ đi nhá, tôi tự lấy được rồi. Bạn lấy đi, bạn lấy đi. Ừ. Ok. Một nhà ngang này. Rồi chúc mừng bạn có một vé lên TV nhá.
mình rút kinh nghiệm là những cái pha mà không muốn bị chó cắn ấy là chúng ta phải đi từ từ các bạn ạ. Đây, à đây à, ngoài ra ác đấy nhỉ. Bây giờ 2 này 4 6 7, ui yo, quả này ác đấy nhỉ. To bằng mặt à? Ngoài to bằng đúng mặt mình anh em ạ. Mang ngoài gì đi, đẹp ấy, quấn đồng chất lượng thế không biết được. Dàn này không biết có đắt không các bạn ấy, mình bảo xuống định là nói chuyện tiền nong dàn này, không biết dàn này giá như thế nào. À thôi đấy, sơn ui bóng bóng cứng luôn, nhìn mày phải xoay không? Quay theo hướng này đấy, đấy cầm đấy tao quay mày. Mày nhìn thấy nó bóng giống cái gì, như là một cái ống nhựa luôn nhỉ. Ui nét nét căng luôn này, cho anh em xem mắt này. Ông nào còn chê nữa thì thôi ấy. Ông nào còn chê dàn này nữa thì thôi, không biết còn cái gì để nói nữa. Quấn đai đồng nhá, 7 quả còi, ác thật ấy. Cái này hết âm chưa? Hả? Hết âm chưa? Chưa, mày quay cho tao thổi. Để tao review, mày quay cho tao review. Đấy. Ngon. À cái va quả này hơi bị oai ấy. Hơi bị hao oai ấy. Dàn này mình nghĩ là còi thì mình vẫn chưa tin các bạn ạ. Tại vì còi ngọn nó nhỏ lắm. Hay là cái quả cái này nó to thì cái ngọn này nó phải dài dài như thế này. Thì chắc là như vậy các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ thử thổi nhé. Thổi cho con này, còn con to này. Nó còn lên được nữa, nó còn lên được rất nhiều nữa. Nhưng mà có khả năng là người ta làm còi. Còi nhưng mà quả này không. Còi đến 100 thì phải lên 9 quả hết được âm nhỉ. Có khả năng phải lên đến 9 thì nó nhỏ dần vào, hoặc lên 11. Đấy, quả cái là to quá anh em ạ, mình kết quả cái. Mẹ mắt đẹp thật đấy. Tí đi ra đường thì mới hết âm được. Quay cho anh em xem nó bóng này. Xoay gương luôn này. Rồi. Căng không? Ác đấy. Ác thật sự luôn anh em ạ. Ok, không nói nhiều, linh ta linh tinh liên tuyên với anh em nữa. Sau khi giới thiệu, vẫn còn cái đai này. Quấn hết đai nhé, quấn full đai này. Full đai đồng luôn. Đâu, đai đồng đấy, này thôi. Không, quấn full đai đồng mà. Ừ, cái dây này nó là dây màu đồng dây thôi. Dây màu đồng à? Bạn Minh ạ, cái này chỉ là dây màu đồng thôi. Còn cái đai đồng đây này. Quấn đai đồng là người ta tính cái này, người ta không tính cái dây này quấn đai thường thôi. Kết đẹp thật sự luôn. Đẹp thật sự luôn Minh ạ. Chất rồi. 800.000 mua luôn. 800.000 à? Mua luôn. Bây giờ tính ra mỗi khoảng 100.000. Thì là 7% thôi đấy. Mua thế nó mới dễ mua. Ác ấy. Quả này treo trong nhà nhìn đẹp. Quá ác luôn. Phải nói là siêu phẩm ấy. Alo, vàng lắm. Ok các bạn ơi, bây giờ đến test nhá, đến đoạn test nhá, giai đoạn test. Quay vẩy đi trong kêu không? Vẩy em đéo rồi được. Vẩy bay mày nhặt nhá. Gì ra đây vỡ. Bò. Bò hay còi? Cứ lại như nào. Ồ à. Mà như còi. Nhưng không hết âm được. Thôi tí nữa, bây giờ anh em mình phải đi ra đường các bạn ạ. Mình thấy bạn chủ bảo con này là còi. Thật ra là cái bạn chơi diều này, bạn chủ diều này, bạn ấy chỉ chơi thôi chứ bạn không chơi sâu các bạn ạ. Chơi có gì nữa, thế anh em chơi vui thì cũng chơi vui ấy. Cho nên là bạn bảo mình là xuống nhà có cái dàn còi này, bạn để cho. Mình bảo dàn này làm đéo có chuyện còi. 2, 4, 6, 8, 10. Nhân kiểu này là nhân còi 10 x 10 đê 100 đấy. 10 x 10. 10. Cứ nhân 10 lên thôi. Nó phải ra bò ấy. Ra còi thôi. Bây giờ không nói nhiều mấy anh em, nó phải ra đường test các bạn ạ. Đấy. Kết. Đi. Cô ơi, cháu cô cháu về đây ạ. Cháu về đây. Đấy. Chậm chậm ơi.
ơi. Ok các bạn ơi, anh em mình đang trên đường đi về các bạn ạ. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ test cho bạn xem nhá. Ác ấy. Hàng đẳng cấp ấy. Anh em chuẩn bị nghe nhá, đi ra đường cái đi xong chạy. Chạy. Loại này á, cái loại này nó có trả bao líp cho các bạn. Miệng nó to lắm. Nào. Nào quay. Nào đóng đi. Ok các bạn ơi, sau một hồi test thì anh em mình nhận ra cái con này mày bảo có phải còi không? Bò à? Bò các bạn, nó bò thiếu ngọn. Chứ mà còi thì ta không phải, còi 100 thì nó cũng có. Nhưng mà còi 100 mà ít ra ngọn nó có vẻ nhọn nhọn tí. Đấy là cái ý kiến riêng của mình. Nhưng mà cái âm này mình nghĩ là bò, nó ra bò rồi. Nhân 10 như này ra âm nó trầm lắm, nó ra bò các bạn ạ. Chủ yếu là toàn nghe nó rên. Đấy các bạn ạ, ok. Vậy là âm thì mình test xong rồi. Bạn nào biết âm con này là âm gì thì comment xuống phía bên dưới nhá, bình luận xuống phía bên dưới nhá. Và giá con này thì mình chưa định được. Để video sau mình test con này lên nào ấy, lên trên diều thì mình sẽ có giá cụ thể và giảm sáo cho anh em nhá. Ây ôi chẳng lúc rãi. Còn bây giờ thì phải xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, nhớ cho mình xin một like, một subscribe và chia sẻ kênh nhá. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye. Bye bye mọi người nhá.